quay ngang á. Xuống tới đây. Ông này làm cây trái này được dạng bỏ chỉ này. Bỏ chỉ là trời. Đó, bỏ chỉ quá mà không có xử lý này. Cái này cái quắn đọt hả? Ừ. Đâu cái thám thư đâu? Cái này mương này này à, mày xương muối mà chịu khó xương cho nó tí mà làm biếng quá. Ủa này không có bơm nước nữa sao Tân? À, cái xương muối này rửa cái một đặt cái máy phát quả đây này. Tôi xài bình xịt luôn, bình xịt chi? Ngập hả? Tại nó ngập nữa hả? Nó bị chữ này nè. Ừ. Lá nó bị thì đóng cây nó bị là tốt vậy nè, canh nước nhìn nó cũng bơm ra cái này. Thằng này Sida. Sao ngập đó? Bởi vì ông nói đặt cái đây mà nó ngập là không bao giờ ngập. Này này, đây này cái thằng xương muối này, xương muối này thấy không? Nó đánh này. Đó. Đúng rồi, tôi sao nó bị cái này. Chết nguyên luôn. Thấy không? Cái hầu như là xương muối này, cái thằng này là ở đây này cỏ nhiều này là mình phải xử lý cái con rầy của chí này. Của chí này nó lây cái Sida. Lây cái Sida này. Này bắt đầu bị này. Này bọ chí, bọ chí trần. Này bọ chí không biết còn không? Cái này nó đâu? Cái đấy xanh, cái đấy là phải em xin hả là ba cái khuẩn ta tôi nhà tôi bị gan đó. Không. Tôi bị cái này nhiều lắm nè. Hả? Đất này trồng mấy đợt rồi. Chưa trồng đợt nào, tôi trồng cỏ. Cái cũng đám tôi trồng cỏ mới nói là trồng cỏ nuôi bò. À. Bây giờ tôi nghĩ nuôi bò tôi mới cài đuôi lên. Cái tôi lên dòng sơ sơ giờ ở dưới dòng là gốc cỏ không nè. Ừ. Bị gan cây của tôi. Bị gan gì nè. Nhiều không? Hả? Nhiều không? Bị gì nhiều không hả? Bị mấy cái máy cày à. Có chí là xịt nó hồi phục. Thì cũng gì nè. Mà xịt nó hết cơ. Cái cuốn héo xanh này không? Này chẳng nó héo xanh nó chứ gì. Mấy héo xanh qua, nó xịt thuốc qua, lặn nhiều cái muốn xịt thuốc hoài á. Xịt thuốc. Mà héo xanh đồng cao này mà héo xanh cái. Hả? Cái đây là chỉ bơm vô chứ không bây giờ nước ở đây không? Mà ông nói gì mà là nó ngập đường nào mà dễ vậy không, ví dụ mưa lớn thì nó thoát hơi chậm trong vòng ngày thôi nó không ra vậy nè. Vậy nước gì mà quay chậm chậm ơi Út, đừng có ấy nha, đừng có lắc cái điện thoại. Đồng của Mỹ này mà làm gì mà nước ngập nó. Cây này nó bị đánh này. Nó bị rụng lá hôm qua đụng cái nó rớt lá luôn, lộp nha. Xương muối nó đánh. Xương muối mà cây nào nó đã bị bệnh trước bị thối lá vi khuẩn á là cái sức đề kháng nó rất là yếu. Xương muối nó xương qua nhưng còn những cái cây khỏe này nó lướt qua luôn. Nó không cây nào yếu là bị không? Cây nào yếu là bị. Cái kia thì nó bị hết cả cây luôn. Đâu có đâu, thằng đấy nó chỉ có một trái thôi. Là nguyên cái chòm này mai mốt sẽ dính hết. Cái đó bị gì không? Cái chặn không đứng. Cái kia kìa thán thư kìa thối trái. Tôi bẻ hồi sáng. Với lại ớt mà ông không xịt bỏ chỉ là cái này như cây này Sida này. Cây này là không còn có khả năng phục hồi mà sẽ lên cổ hai coi như là xong đi luôn. Mới bị mấy bữa nay tháng thư quá nhiều luôn. Đi tới chỗ này đi xin. Đi được chứ. Quay tháng thư cho mấy người nhà cho nó sợ nó móc bằng nó coi nó xịt thuốc coi. Quay dí cái ấy vào cái trái ớt. Cái này nó theo mình nhìn nó không phải tháng thư mà nó như bị cái gì vậy. Đâu. Nó là phải thắng thư. Trái này không phải thắng thư. Nhưng mà cái trái thắng thư kia kìa, cái trái thắng thư là cái kia cơ. Có quần như là cái như cái mài ốc vậy đó. Ừ. Nó phải giống mài ốc ấy, nó mới là thắng thư. Cái này nè. Ừ. Bị cái này là phải thắng thư. Này không phải thắng thư. Đất này nó biết sao, nó quá xốp. Tính ra trồng ớt, đất là đất ruộng, đất ruộng lên là ok. Còn đất lít là cái gì? Đất này anh nói đúng á là nó xốp quá nó mới chết héo cây như này héo. Nhiều đất này xốp lắm, đất là xốp luôn. Bởi vì thế này này, cái đất này nó là cái nước ông tưới xuống á và mưa xuống á là khi ông tưới xuống là bắt đầu là nước nó đọng và ông có màng phủ luôn là ông che nó lại là nó không thoát nước cho nên là đến khi mà
là nó làm cho cái rễ nó thối. Cái thằng này á, nếu mà ớt cái đất này chưa trồng gì á là nó thối rễ này là do nấm chứ không thối rễ do vi khuẩn. Nó do bị thối cái rễ ở dưới là nó do bị ứ nước. Cái này á, nếu mà làm cái này mà muốn mà ngon á là ông phải dùng màng phủ xịn. Chứ làm màng phủ đéo này là tiêu. Cái này chưa gì đó, thôi cái gì có 2 tháng. Làm màng phủ xịn thì mình che để cái lượng nước nó xuống ít nhất. Chứ màng phủ này màng phủ mình đéo. Ê, màng phủ ấy này đất đây là nó ẩm này, đất nó nhũn nhùn này, đúng không? Này rễ thối này thấy không? Đây. Tôi biết cái nhược điểm nó bị bệnh là tôi biết. Rễ này nha, thằng ớt này nó ác cái này. Cái thằng này rễ vẫn còn ra xanh, vẫn bắn trắng mà chỉ cần một cái rễ nó thối thôi là cây nó suy. Cho nên là cái cây ớt là mình chăm cái bộ rễ là quan trọng nhất. Đó, chỉ cần đây là rễ này vẫn còn khỏe này thấy không? Nhưng mà chỉ cần một cái rễ cái là hư cái là xong. Cái rễ nào? Rễ đây rồi. Cái rễ thối thấy không? Này là bị thối rồi. Ừ, thối này. Còn cái rễ này vẫn bình thường thấy không? Đó. Này nó đâu phải vi khuẩn đâu mà. Không mà. Ăn hết cái đợt ớt này chắc. Đây nó bị nấm. Vướng xe cuốc á. Cứ cuốc từ đôn cái đảo lại không? Đảo lên liếc bên cao lên bên đó luôn. Cái này sau này anh làm á, nếu mà anh mà san lại anh làm á, anh làm líp xuôi. Xuôi à? Ừ, líp xuôi. Xuôi vậy đó. Ừ. Khó tưới nước. Khó tưới. Nó xuôi nó theo ánh mặt trời. Theo đông tây á. Thì cái này tay đây nè. Đây này. Tay đây. Đông đây. Ừ. Đây này cái à? Này này. Nắng cũng bị đây. Ớt này này cái bị sida này là tiêu này. Nhà luôn. Khám. Khám virus. Anh em hay gọi là sida. Ừ. Tốt mà. Không rồi. Nó có chồng là năm rồi, nó có kinh nghiệm. Ừ. Đúng, anh Tuấn làm cái này nó cũng được nhưng mà tại là cái clip mình lên cái đất nó sốt với lại cái màng phủ này ông có nhìn xem chỗ nào màng phủ nó còn lành ấy, nó còn lành y thinh này này là nó đỡ chết, còn cái chỗ nào màng phủ nó rách nhiều là nó chết. Thì đâu quá là ông nước nó mưa bắt đầu là ấy là nó đọng nước mà cái đất sốt với là nó đọng là nó thối, nó sẽ thấm nước nhiều hơn chỗ khác. Ừ. Mà màng phủ dở gì trời, mấy cái này nó là nguyên do bị gì ta? Đấy là cái xương muối đó. Xương muối à? Ừ, cái xương muối mà cái giọt xương ấy nó cứ nhỏ tới đâu là cái cành nó chết, nó khô luôn. Ừ. Ừ. Nó héo. Nó héo. Thối nhánh mà cái đó là có nhiều khi mà dạ. nó nhỏ xuống tới thân đấy là nó nhỏ tới đâu là chết tới đó. Cái nửa đầu cái này đẹp này, cái dàn trái êm phết này. Cũ còn tốt đó. Chúc anh qua bên clip kia còn giữ nữa cần nè. Nè, clip còn cần nè, cũng mua đồ của anh xài á. Dạ. Không mà thấy cái bộ vôi sữa xài êm mà đúng không? Dạ. Hả? Êm mà giờ nó mưa lại nó lại nó rồi. Cái không có xài vôi sữa hả? Dạ, cái này bị than thư đây này đại ca. Ba bộ à. Đây này. Đó, cái này mới là than thư này. Thấy không? Thấy không? Nó bị cả cây luôn. Nó quay sát đây này đấy. Ừ, đây này. Đấy. Đó, cái này là than thư này. Đó, nó bị một phát là nó lây hết nó luôn. Bị hết cả cây luôn. Cả cây luôn. Cái này là phải lên kiếm cái bọc. Xong rồi bỏ cầm vô. Chứ ông cứ cầm lên tay xong bắt đầu ông đấy, ông đi ông lang thang đây hết ruộng là nó đi hết ruộng. Cái bào tử nấm này nó bay trong không khí. Nhỏ. Dân dùng này là dân cũng chuyên gia trồng ớt mà. Ớt nhỏ. Á, tiếc nhỉ. Ớt chia thì như bây giờ chia tay phải không? Giờ tới chia tay phải không? Chung sừng vàng này thì ít là chỉ có một thôi. Đi tiếp lại đằng kia thế xem. Không à, đấy cái thằng cái mấy hôm nay ấy, nó bị cái rụng lá này là anh em phải hiểu nó là nó một cái đợt sương muối. Ờ, có một cái đợt sương muối, nếu mà chịu khó nước nó gần đây này, nước ngon này là sáng ngày ra mình rửa xương cho nó miếng. Là nó đỡ được cái rụng lá rất nhiều chứ không phải là thối lá do vi khuẩn. Còn cái thối lá do vi khuẩn cái xịt cái bộ 4 vào chỉ cần khoảng 2 ngày thôi là nhìn cái vết bệnh nó khô ngay à. Nó vàng mà thằng này nó lầy hoài mà cái thằng thối lá đấy ngày xưa anh thấy nó anh rung cái lá này đâu có được mà hôm qua vợ tôi nó
đụng cái nào đụng vô cái là nó đụng chút xuống đúng không? Ừ. Ủa, nó bị nó thấy vụ gì chứ vụ héo xanh là thấy nó nóng gục à, bác ơi. Thấy, tự nhiên nó đang tốt nó héo không? Cái này là mình rút kinh nghiệm là cái đất mới, đất mà nó xốp ấy là quan trọng ở cái màng phủ. Thà đầu tư cái màng phủ chị một chút. Mình hay mua rồi. Mình đâu có giờ thay gì đâu. Cái dòng như vậy là không cần xới gì hết, trồng lên luôn. Tốt hơn không? Được. Nó đang dễ nó không. Cái chỗ mà cái trồng đậu kia kìa. Đúng rồi. Đấy là không cần xới, đất đây nó xốp mà, đất này xốp sộp. Đất vậy trồng mới ngon, còn đất này quá xốp nè. Đất này xốp sộp mà ông đi này đứng này nó lún xuống này. Mà cái trại màng phủ ấy, là cái bờ đất này bờ càng ẩm càng chết, bờ càng khô càng tốt. Riêng trồng với ớt là bờ khô rồi lúc cây con ấy mình châm nước vào cho nó vừa đủ nó lên, đến khi mà cái cây mà nó lớn bằng tầm này đấy ông tưới bao nhiêu đâu, không trái nhiều, tưới ít lắm, cái ớt nó đâu có cần nhiều nước đâu. Tôi nhỏ hơn trái nhỏ hơn trái này chưa bẻ đâu này, ông trồng xuống bao lâu rồi? Chú ở đâu? Chú này chú đi mua lúa này. Trời ơi, tôi với chúng đây là mấy ông này chắc biết chứ gì mà bởi tôi hỏi nhớ hỏi hôn tính tôi nói khu vực nào. Ok, cái mấy cái trái thối bắt đầu rồi. Chỗ nào cũng gặp liệt kia luôn rồi. Ông hay quá, ớt nữa anh em nó trồng đây hết xong rồi gom nó vào. Nè, đứng như này à. Trái chắc cũng có nó cũng hơi em này chút xíu. Có bị rụng lá, bị thối lá lúc đầu đó tôi bị hư lên lên điện thoại một thuốc của anh đó. Ừ, đó là từ cái lúc mới có tới giờ mà còn cái hai này nên hai hết tại theo chăm cái khổ này đó. Tôi tỉa nhánh bỏ hết một mớ ít trước. Uổng quá. Ủa? Dạ. Nhưng mà mình thấy làm vậy cho nó thấy nó thoáng đỡ. Thoáng nhưng mà cuối cùng nó cũng đâu có tránh hết bệnh. Đúng không? Bệnh nó vẫn bệnh à. Nhưng qua mà mình mất năng suất. Có chặt không? Tôi thấy giờ đây này ông thấy cái chèo này ông lên ông nuôi được ba cái chèo này thế đã không? Ừ. Một gốc được ba chèo. Nhìn cái cây nó sẽ nó sướng hơn là cái cây mà có một chèo. Mình để một cây mẹ với khoảng 3 chèo luôn. Đúng 3 chèo, ok. Thường anh em làm á là một cây á, mình để 4 chèo với một cây mẹ là 5. Còn nếu mà cây nào mà chèo nó không tốt thì để 3. Đây 3. Ừ. Đây là này là nó sung này, mà sau này nó rất là êm. Chứ còn vẽ hết cái chân đi để có một cái lỡ nó bị thối lá phát là ông đi luôn. Kìa Long Phú á. Tuốt sạch trơn. Long Phú á. Nhưng mà nó để cái bà đó bà đem vô cái xô đó rồi bà đổ trong cái bao vậy. Trên video đó. Không nhưng mà nếu mà giả sử nó bị thối lá là coi như là xong là đi luôn. Bởi vì nó rụng hết cái đấy rồi nó còn cái gì đèn bù đâu. Đây này ông thấy cái chèo nó lên này đã không? Chèo này lên vẫn là cổ một này. Vẫn là cổ một. Hôm nay không có cắt hả? Sao đâu có cắt khúc này. Ok, stop đi.